bệnh nhân suy tĩnh mạch thì bắt buộc là phải càng vận động càng tốt, phải không? Càng đi lại được thì càng tốt, để làm gì cho khối cơ cẳng chân vững chắc hơn, mỡ dưới da teo đi và gì ạ? Trương lực thành mạch nó tốt hơn, máu trở về tốt hơn nhá. Như chỉ có đường đi giày cao gót thôi. Năng tập luyện để giảm cân kết hợp với uống thuốc, các cái uống thuốc có thể hỗ trợ cho tĩnh mạch. Và một cái biện pháp rất là quan trọng hỗ trợ cho ép cho tĩnh mạch trở về đó là gì? Tất áp lực. Tất áp lực. Thế nhưng mà một cái từ tất áp lực chung chung thế là không phải, mà chúng ta phải biết rằng là với mỗi mức độ suy tĩnh mạch thì đi tất áp lực ở mức độ ép bao nhiêu, đi giờ tới đầu gối hay là tới đùi, đấy là các cái mức độ chiều dài. Mức độ ép là cái áp lực ép vào cổ chân là bao nhiêu. Và bệnh nhân phải tự đi đo cổ chân để mua tất, chứ không phải nhắn tin cho bạn hoặc là con ở nước ngoài mua hộ tớ đôi tất nhé. Hoặc là mượn tất của chồng vì chồng mua rồi mà không đeo. Thì bây giờ tôi mượn tất của chồng tôi đeo. Thì đấy là tất cả những cái phương thức đó là phương thức sai. Nó làm cho cái bệnh nhân bị không giảm triệu chứng hoặc là nặng lên. Thế bây giờ các phương pháp điều trị thì thứ nhất là cái tập luyện là hết sức quan trọng, làm cho cái tuần hoàn tĩnh mạch được tốt hơn. Uống thuốc trợ tĩnh mạch nó sẽ giúp cho tăng cường cái trương lực của cái tĩnh mạch. Tất chun áp lực là một cái phương pháp rất là tốt, và chúng ta thấy đây, cái tất chun áp lực đây là một ví dụ của một dạng tất chun áp lực đi đến đầu gối. Ngoài ra thì gần đây chúng ta có rất nhiều các cái phương pháp kỹ thuật khác nhau để điều trị suy tĩnh mạch, như là điều trị bằng laser, điều trị bằng sóng cao tần, điều trị bằng chích xơ, điều trị bằng Venasil, tức là dán các cái tĩnh mạch bị suy đó bằng cái keo sinh học, và có thể phẫu thuật loại bỏ những nhánh tĩnh mạch bị suy hoặc là lột toàn bộ hệ thống tĩnh mạch hiển, đấy là phẫu thuật stripping. Và một cái quan trọng, rất rất quan trọng, đấy là sự tuân thủ về mặt các cái phương thức sống lành mạnh để giúp cho cái sức khỏe nói chung và cái sức khỏe của tĩnh mạch nói riêng, thì bao gồm có là đi bộ nhanh, bơi là một biện pháp rất là tốt để giúp cho cái tuần hoàn tĩnh mạch trở về tốt hơn. Và ngoài ra còn có cái bài tập về suy tĩnh mạch, đặc biệt với các cái nhân viên làm văn phòng thì cái bài tập này cực kỳ là quan trọng. Và nên khuyên bệnh nhân là tránh đứng hoặc ngồi tại chỗ quá lâu. Các em cứ nhớ nửa vời, học xong thì dụng một nửa chữ, thế là về lại khuyên bệnh nhân là không được đứng, không được ngồi. Nhưng mà không được đứng không ngồi thì chắc chỉ nằm, thế là bệnh nhân đang nằm suốt ngày. Nằm ngủ thì kê cao chân, đấy là một cái rất là tốt để làm cho cái tuần hoàn tĩnh mạch nó đỡ. Và tránh ngồi tư thế buông thõng chân, chẳng phải bảo người ta mà bị suy tĩnh mạch thì đương nhiên ngồi cái gác chân lên ngay, vì nó khó chịu. Và không nên mang giày cao gót, đấy là một biện thức rất là tốt. Và đây là một cái bài tập mà chúng tôi thường hướng dẫn cho các cái câu lạc bộ bệnh nhân để làm cho bệnh nhân có thể giảm các cái triệu chứng suy tĩnh mạch. Động tác số 1 là các em thấy là nếu các em đã từng đi máy bay đường xa thì các em sẽ thấy là ngay trên máy bay người ta cũng hướng dẫn cái động tác đó là đứng tại chỗ nhún chân, và nhún chân để làm cho gì? Tăng cái tuần hoàn máu trở về. Hoặc thứ hai nữa là gì? Động tác thứ hai là đi bằng mũi chân và thực hiện bước đi ngắn trong vòng 5 phút. Cái thứ ba nữa là gì? Nằm kềnh ra, giơ cao chân lên, nâng cao chân hoặc là đạp xe đạp trên không. Thì khi nằm, nước chảy cho chúng mà, đúng không ạ? Nằm giơ cao chân thì đương nhiên máu nó sẽ tụt về làm gì nữa. Thì cái tĩnh mạch nó đỡ căng, nó giảm áp lực của tĩnh mạch đi. Và lặp đi lặp lại như thế 20 lần. Như thế thì không những là tĩnh mạch khỏe mà cái bụng nó cũng đi luôn, cái bụng to nó đi luôn. Cái này rất là tốt. Chỉ có điều rằng là
ở công sở mà lại mặc váy xong lại nằm ngửa ra mà giơ chân đạp thì cái chừng nó không được lịch sự lắm. Đó. Động tác thứ tư là gì ạ? À? Gập chân, chạm chân vào ngực. À, gấp chân, chạm chân vào ngực. À, duỗi chân, duỗi thẳng chân và hạ từ từ xuống. Các em cứ thử làm mà xem. Nếu mà chưa từng làm, làm này nặng lắm. À, hai cái chân rất là nặng. Vì làm như thế chúng ta phải giữ được chân lực chân, chúng ta mới hạ được cái chân từ từ xuống. Và cứ làm đi làm lại như thế 10 lần trong 1 phút. Và thì chúng ta sẽ làm tăng được cái cơ lực, cái khỏe của cái cơ lực. Và bài tập thứ 5 là gì? Nằm thẳng lưng trên sàn, đưa chân thẳng lên một góc 90 độ, xong hạ xuống, lặp lại 10 lần một chân. Và đây chính là một trong các động tác của yoga đấy ạ. Nếu các em tập bài yoga, tôi nhớ không nhầm thì từ bài 1 đến bài 3 là có động tác này. Và thì cái đấy nó giúp làm cho cái cơ lực của chân rất là tốt. Và đã có rất nhiều hướng dẫn đưa ra để hướng dẫn cái người bệnh nhân các cái phương thức điều trị khác nhau. Thế thì chúng ta có những cái phương thức điều trị suy tĩnh mạch là một cái cách điều trị phải kết hợp nhiều biện pháp với nhau chứ không phải là một biện pháp. Thứ nhất là điều trị bằng nội khoa và luyện tập thì được áp dụng cho tất cả các giai đoạn của suy tĩnh mạch từ C0 cho đến C6. Thứ hai nữa là tất áp lực hoặc là băng ép. Thì tất áp lực và băng ép thì sẽ được áp dụng cho các giai đoạn từ C2 cho đến C6. Tim sơ được áp dụng cho các bệnh nhân từ C1 cho đến C4. Phẫu thuật thì được áp dụng cho các bệnh nhân từ C2 đến C6. Can thiệp nội nhiệt tĩnh mạch cũng như vậy, từ C2 cho đến C6. Bên cạnh thì có các cái phương pháp hỗ trợ như là các cái thuốc bôi da sẽ làm giảm các cái triệu chứng tê bì, chuột rút hoặc là nóng của cái cẳng chân bị suy tĩnh mạch. Nên là tôi thường bệnh nhân là xoa cái kem đó, sau đó thì đi tất vào thì người ta rất là dễ chịu, người ta đỡ ngứa và đỡ khó lúc đi tất. Và thế đấy là cái phương thức lựa chọn thuốc suy tĩnh mạch. Chúng ta phải lựa chọn thế nào để nó đảm bảo được 6 cơ chế như trên bảng đã trình bày. Thứ nhất là giảm được dòng trào ngược. Thứ hai là các tác động lên tăng cái tính trương lực của thành mạch, nó làm giảm phù của tổ chức dưới da và nó không gây tụt áp. Đặc biệt là suy tĩnh mạch thì bao giờ huyết áp cũng thấp nhá. Giảm phù và đặc biệt là phải có tính kháng viêm. Trên thị trường có rất nhiều các loại thuốc khác nhau, thì có một cái biệt dược là MVFF bằng cụ thể chúng ta có trong tay đấy là Daflon, thì nó có đầy đủ 6 tính năng của một cái thuốc trợ tĩnh mạch. Ngoài ra chúng ta thấy có rất nhiều thuốc khác ở trên. Tôi thì thường hay kết hợp giữa Daflon và Rutin C. Tại vì sao? Rutin C nó được 5 tính năng này. Đúng không ạ? Thế còn những thuốc khác mà được quảng cáo nhiều, ví dụ như là Ginkgo. Các em có thấy Ginkgo ở trên các hiệu thuốc có nhiều không? Chả có tính năng nào cả. Đúng không ạ? Nên là kê cái gì hay không kê cái gì là phải dựa vào các bằng chứng khoa học chứng minh được cái thuốc ấy có tác dụng như nào, chứ không phải dựa vào cái hãng dược người ta làm marketing đến đâu nha.